Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Bếp An Toàn. Ngày hôm nay, Bếp An Toàn sẽ hướng dẫn cho quý vị cách sử dụng bếp từ Zeni ZN55T. Bếp có kích thước mặt kính là 730 và 430-100mm, kích thước khuếch đá là 690-390mm. Bếp từ Zeni sử dụng mặt kính Vitro Ceramic của hãng Scott đến từ Đức. Mặt kính Scott Ceran là loại kính được làm từ hỗn hợp gốm thủy tinh, không hề chứa các kim loại độc hại như arsen và antimon, nên hoàn toàn thân thiện với người dùng. Kính Vitro Ceramic có khả năng chịu nhiệt cao gấp 3 lần so với các loại kính thông thường, khả năng chịu sốc nhiệt lên tới 800 độ C, chịu lực va đập lớn lên tới 30kg. Để có thể thích nghi với không gian phòng bếp luôn nóng ẩm, cộng hưởng với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam, hãng đã trang bị cho bếp khung vỏ thép trắng phủ sơn tĩnh điện có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ linh kiện bên trong khỏi những va đập mạnh. Bếp từ chính hãng Zeni còn được trang bị quạt tản nhiệt cỡ lớn kết hợp với các khe tản nhiệt xung quanh thân bếp giúp tản nhiệt nhanh, hạn chế tình trạng quá nhiệt và góp phần nâng cao tuổi thọ cho bếp. Về phần tem của bếp thì cũng ghi đầy đủ các thông tin chung của bếp về tên sản phẩm, model, công suất, điện áp, kích thước cũng như trọng lượng. Máy không sử dụng phích cắm trực tiếp vào nguồn điện tổng mà kết nối thông qua một áp tomat riêng biệt. Bởi bếp hoạt động với công suất cao, tổng công suất của bếp lên tới 3.800W, dễ gây chập, cháy nổ, rất mất an toàn cho người dùng nếu sử dụng phích cắm thông thường. Vì vậy, thiết kế đặc biệt của bếp từ Zeni ZN55T giúp mang lại khả năng vận hành ổn định cho bếp và sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Bếp gồm một đầu dây lớn với 3 dây mang màu sắc nóng, lạnh và trung tính. Nhìn chung, đây là một sản phẩm hoàn thiện đối với sản phẩm của Zeni. Công nghệ inverter biến tần tiết kiệm 35% điện năng. Công nghệ inverter còn giúp bếp từ điều chỉnh mức công suất phù hợp để không làm tiêu thụ nhiều điện năng. Bếp từ inverter với cảm biến thông minh sẽ cố định công suất tiêu thụ điện khi đun nấu, không bật tắt liên tục như các bếp từ thông thường khác, tự động điều chỉnh liên tục để đảm bảo mức nhiệt tương đương bằng với con số hiển thị trên bảng điều khiển. Đầu tiên để khởi động, ta nhấn nút Start. Hệ thống điều khiển của bếp từ Zeni ZN55T bao gồm bảng điều khiển và màn hình LED độc lập cho mỗi vùng nấu, công nghệ cảm ứng điện tử dạng Touch Control tích hợp trên bảng điều khiển có tính năng thân thiện cao, dễ dàng sử dụng ở mọi đối tượng. Màn hiển thị sử dụng LED điện tử có màu đỏ sắc nét, không nóng, bền, tiết kiệm điện, dễ dàng quan sát chức năng đang hoạt động. Với bảng điều khiển được chia thành 9 mức công suất, tương đương với mức công suất từ 200 cho đến 2000W nên rất phù hợp với tất cả các món ăn từ ninh, hầm, xào, rán, luộc, nấu. Bếp còn được tích hợp nhiều tính năng nấu ăn thông minh, hiện đại và đảm bảo an toàn cho người dùng. Chúng ta có thể sử dụng dấu trừ hoặc dấu cộng để tăng giảm nhiệt độ. Nếu mà món ăn mà muốn được nhanh hơn, tiện lợi hơn thì có thể sử dụng chức năng booster. Chức năng này với mức công suất cao nhất 2200 sẽ giúp món ăn của chúng ta trở nên nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Tiếp theo đó chính là chức năng hẹn giờ. Với chức năng này thì thời gian hiển thị tối đa sẽ là 99 phút. Chúng ta sẽ sử dụng dấu cộng để giữ tăng thời gian lên, hoặc có thể nhấn dấu trừ bấm từng lúc để giảm thời gian xuống. Ví dụ hiện tại thời gian đang là 1 phút 35 giây. Sau khi kết thúc thời gian này, bếp sẽ tự động ngắt. Đây là một tính năng rất tiết kiệm. Khi mà chúng ta không có mặt tại bếp thì bếp vẫn sẽ có thể đảm bảo mức độ đun nấu chín thức ăn trong khoảng thời gian mà chúng ta đã cố định. Tiếp theo đó chính là chế độ khóa an toàn trẻ em. Chúng ta nhấn giữ từ 2 cho đến 3 giây khi màn hình hiển thị chữ lock, nghĩa là đã khóa bàn phím. Khi mà chúng ta sử dụng tính năng này thì trẻ em ở gần khu vực bếp sẽ không thể nhấn được các chức năng bên cạnh. Đây là một chức năng khóa để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ ở khu vực gần bếp. Để hủy bỏ, ta nhấn giữ trong khoảng từ 2 đến 3 giây, sau đó bếp sẽ được hoạt động lại như bình thường. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm bếp từ Zeni ZN55T, hãy tới ngay từ địa chỉ của chúng tôi tại 992 Đường Láng hoặc liên hệ qua số hotline 0976 665 669 hoặc 0912 331 335. Trong tháng này, chúng tôi cũng đang có chương trình khuyến mại. Khi gửi khách mua bếp từ, sẽ được tặng một bộ nồi từ, bảo hành 3 năm chính hãng, cam kết lỗi 1 đổi 1 6 tháng do lỗi của nhà sản xuất, miễn phí lắp đặt trong nội thành Hà Nội, miễn phí ship toàn quốc tùy vào đơn hàng, cam kết bồi thường 200% nếu sản phẩm không đúng nguồn gốc xuất xứ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Bếp An Toàn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.